Xin chào cầu thủ Nguyễn Anh Tuấn. Là mỏ Spotlight hôm nay rất là vinh dự đã được tham gia vào buổi tập của anh. Và bây giờ thì xin thay mặt cho quý chư vị khán giả ngưỡng mộ, chúng tôi xin gửi đến cầu thủ Nguyễn Anh Tuấn một số câu hỏi về hành trình thi đấu chuyên nghiệp của anh, cũng như là một số cảm nhận của anh về trận quyết chiến Pro Battle sắp tới sẽ diễn ra cùng cầu thủ Lương Đức Thiện. Và câu hỏi đầu tiên xin gửi đến cầu thủ Nguyễn Anh Tuấn, đó là anh đã bắt đầu cái sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của mình từ khi nào và cơ duyên gì dẫn anh đến với cái sự kiện thi đấu chuyên nghiệp? Sự nghiệp thi đấu của tôi thì diễn ra từ mùa hè năm 2002. Chính thức tôi thi đấu vô địch quốc gia từ vòng 1 là bắt đầu từ tháng 3 năm 2003 ở Cần Thơ. Tính ra đến sự nghiệp bây giờ là tôi thi đấu được khoảng tầm 18-19 năm rồi. Anh có thể chia sẻ với tôi là cái cơ duyên gì để dẫn anh đến với cái việc thi đấu chuyên nghiệp của Quân Bí Lát? Thật ra đầu tiên thì nhà tôi có mở bàn từ năm 93. Thì cái cơ duyên đầu tiên là về bố tôi. Bố tôi mở câu lạc bộ bia tại nhà. Mới đầu chỉ là bàn gỗ thôi, không được bàn đá như bây giờ đâu. Thời điểm đấy là bàn gỗ đa phần, xong bắt đầu mới đến những cái bàn thành tâm. Đấy là thời gian đầu. Còn cái cơ duyên để cho tôi đến thi đấu cũng là một phần là do hướng đi của bố tôi. Thứ hai là tôi có một người chú. Người chú đấy lại là quen thân với thầy dạy tôi bia, là thầy Nguyễn Phúc Long. Được tiếp xúc với Bilat đã còn từ thời gian rất là xa rồi. Một cái điều kiện cực kỳ tuyệt vời cho một cầu thủ trong hành trình đi lên con đường thi đấu chuyên nghiệp của mình. Và xin phép được gửi anh lên câu hỏi thứ hai, đó là trong toàn bộ sự nghiệp thi đấu của mình từ trước cho đến nay thì cái thành tích thi đấu nào là thành tích mà anh thấy là đáng nhớ nhất? Cái đầu tiên thì cũng là bao giờ là cái quan trọng nhất, đó là năm 2006. Sau khi tôi vô địch vòng 1 xong thì tôi đánh vòng chung kết tại Huế. Thì thời điểm đấy tôi được cái giải 3-8 bóng, huy chương đồng quốc gia. Đấy là đầu tiên trong sự nghiệp bia của tôi. Thì tôi có cảm thấy rằng là khi mình đứng ở vị trí thứ 3 ấy, thì thật ra sau này không ai nhắc đến vị trí thứ 3 hay Á quân cả. Người ta chỉ nhắc đến người đầu tiên thôi, đó là người vị trí số 1. Thì tôi có liếc mắt sang người đấy vị trí số 1 tôi và cảm thấy nó thèm muốn. Và tôi cảm thấy nó, từ lúc đấy tôi cảm thấy cái động lực lúc đấy nó mới dâng trào. Thậm chí lúc đó tôi cũng đang chơi theo cái trạng thái là chơi để vì bố mình hướng mình đi theo nghề này thì mình chơi. Sau đó thì tôi không còn chơi cho ai hết, tôi chơi cho cá nhân của tôi. Tôi chơi cho cái niềm đam mê lúc đấy nó thật sự là rất là mãnh liệt. Tức là cái khoảng thời gian đấy là cái khoảng thời gian tôi tập luyện rất là kinh khủng. Không có thành công nào là đơn giản cả. Vì sao là 7 chức vô địch quốc gia, vì sao là 3 huy chương SEA Games? Nó phải có nền tảng, nó phải có tư duy, phải có sự luyện tập gian khổ và rất là khắc khổ. Và tôi rất là cảm thấy tuyệt vời khi nghe đến câu nói của cầu thủ Nguyễn Anh Tuấn. Đứng ở vị trí thứ 3, mình nhìn sang người thứ 1 và mình thấy thèm muốn và phải khẳng định mình phải muốn được cái vị trí đó. Đó chính là cái động lực, đấy là cái mục tiêu để chúng ta hướng đến vị trí phải luôn luôn là số 1. Vậy thì trong cái sự nghiệp thi đấu có rất nhiều thành tích như vậy rồi, thì đọng lại trong anh là có cái trận đấu nào mà anh cảm thấy hiện tại giờ anh vẫn còn nhớ lại, nó là một trận đấu thôi, nó là cảm xúc hay nó là thất vọng hay nó là cái gì đó, anh có thể chia sẻ thêm đúng không ạ? Trong sự nghiệp bia nói thật sự cũng có rất nhiều trận đấu đáng nhớ. Thì cũng có hai trận, đây là tôi chỉ kể gọi là cho mọi người hiểu thôi. Trận thứ nhất là tôi đánh với Sevan Bulling năm 2009 ở Manila, Philippines. Năm đấy tôi rất nhớ, lúc đấy là huấn luyện viên trưởng là bác Đoàn Đức Đính. Thì có dẫn tôi đi đánh giải, đấy là giải vô địch thế giới đầu tiên 10 bóng ở trên thế giới. Lúc đấy tỷ số đang là 8-0. Thì như các bạn đã biết ý, thì tuổi thơ của Việt Nam, của con người Việt Nam đối với bia thôi nhé, tôi không nói, thì người ta hay đánh lỗ 10 đúng không? Đấy, như lỗ 10 các bạn biết là chơi ở ngoài thì người ta hay đánh lỗ 10 tá lả. Thì đối với tôi thì hôm đấy thật sự là tôi đánh một con lỗ 10 rất là hay. Tôi đánh một con quyết định và tôi đi hết bàn. Thì lúc ấy tôi là giành chiến thắng với Sevan Bulling. Thì lúc ấy tôi đánh xong con lỗ 10 đấy thì Sevan Bulling có nhổm dậy nhìn. Tức là tôi biết cái cảm giác của Sevan Bulling lúc đấy là không hiểu tại sao mà góc hẹp như thế lại chốt. Góc đấy thì không thể nào chốt được. Nhưng bởi vì mình ở Việt Nam mình hay đánh cái góc độ đấy quá. Cho nên là khiến cho người ta cảm thấy bất ngờ. Đấy là cái đầu tiên và tôi nhớ. Và ngày hôm sau khi tôi thắng Sevan Bulling xong thì ngày hôm sau Sevan Bulling có ra xem tôi tập. Đấy là cái mà con người, đấy là một cái mà vận động viên thành tích cao hoặc đấy là những người mà dành cho vận động viên lớn, người ta có thể làm được cái việc đó. Tức là người ta có thể ra xem được đối thủ mình tập.
cái đấy mình phải đáng học hỏi, rất là thật sự rất đáng trân trọng. Xác. Mình đang nói là ở một cái khía cạnh là người ta là vận động viên lớn, mình có cả rất nhiều cái không thể bằng được người ta, cần phải học hỏi rất là nhiều. Thì xin phép được gửi đến câu hỏi tiếp theo. Trong cái thời gian vừa qua thì anh đã làm được cái gì để có thể giữ lửa thi đấu cũng như là cái phong độ thi đấu của mình không ạ? Trong tình hình dịch vừa xong thì các câu lạc bộ đóng cửa, mình thật sự là cũng không biết tập ở nơi nào đấy. Thì mọi thứ đều phải tuân thủ theo nhà nước thôi. Ngoài tập động tác ở nhà, có một cái bàn cao lên một tí tập động tác ở nhà. Hai là nói thật chia sẻ các bạn là mình chỉ có bê con, du con ngủ thôi. Để tay của mình người ta gọi là tuấn tay to mà, nhiều khi cho nó khỏe. Bây giờ thì chúng ta xin phép đến với một số câu hỏi mà quý chư vị sẽ rất là quan tâm đối với cái sự kiện sắp tới. Đó là sự kiện huyết chiến Pro Battle sắp diễn ra với cầu thủ Nguyễn Thiện Lương. Thì xin hỏi anh là cái cơ danh hay đọc là Tuấn Con thì là từ trước đến giờ luôn là cái tên mà giới bia Việt Nam khi mà nghe đến thập phần kính nể. Thì bản thân anh sau khi mà có thông tin đã chốt là trận đấu diễn ra thì anh đã có những chuẩn bị gì, cái chiến thuật gì để chiến thắng ở trong trận đấu sắp tới? Quan điểm đầu tiên, muốn chiến thắng hay muốn chuẩn bị một trận đấu thì bạn vẫn phải tập luyện. Thì một trận đấu chuẩn bị diễn ra thì mình sẽ phải chuẩn bị rất là kỹ lưỡng, từ sức khỏe cho đến trình độ lẫn đến là khi tập luyện, và cũng phải nghiên cứu đối thủ nữa. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, các cụ đã nói rồi, không thể nào sai được. Vậy thì theo anh Nguyễn Anh Tuấn nhận xét, cầu thủ Lương Thiện có những điểm mạnh và những điểm yếu gì? Anh có thể phân tích. Cơ thủ Lương Đức Thiện thì theo mình được biết, nếu mình đánh giá điểm mạnh thì nói trẻ thì cũng không phải là trẻ. Tuổi đời nghề thì gọi là trẻ. Hiện tại Đức Thiện là đang có một cái sức bật rất là mãnh liệt. Ngoài những cái bây giờ đang phải trau dồi cho nó tốt hơn nữa. Còn thật ra thì mình là tuổi nghề thì đến giờ phút này thì mình cũng khẳng định là cũng là tương đối rồi. Cũng là 19 năm chuyên nghiệp năm, chứ không phải là ít nữa. Thế cho nên là để mà đánh bại Lương Đức Thiện thì mình nghĩ là không khó. Bởi vì cơ thủ Lương Đức Thiện chỉ là sức trẻ mới nổi bật, mới lên, hoàn toàn là kinh nghiệm thi đấu các thứ trận mạc đối với mình nói thật là còn kém xa. Thế cho nên là mình nghĩ là mình sẽ thắng cơ thủ Lương Đức Thiện một cái tỷ số rất là cách biệt. Vâng, kính thưa quý chư vị khán giả và các bạn, chúng ta đã được nghe những phần chia sẻ rất là quý báu đến từ cầu thủ Nguyễn Anh Tuấn về sự nghiệp thi đấu của anh, cũng như là những suy nghĩ và những cảm nhận của anh cực kỳ tự tin trước trận thi đấu sắp tới gặp cầu thủ Lương Đức Thiện. Bản thân tôi sau khi mà trao đổi xong với cầu thủ Nguyễn Anh Tuấn, chính tôi là cảm thấy là gì? Cái mùi thuốc súng gay gắt, mùi đao kiếm chát chúa trước trận đấu này đang diễn ra. Trận đấu khẳng định trình độ pro giữa hai đại cao thủ. Chúng ta sẽ cùng đếm ngược và cùng chờ đợi trận đấu sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 11 tại Imirat, thành phố Hạ Long. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn.